Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của sóng lạnh bổ sung xuống nước ta và đêm qua, đà tăng nhiệt ở Bắc Bộ bị chậm lại. Vì thế, lúc này ngoài trời vẫn khá là rét. Nhiệt độ vùng núi vẫn thấp dưới 12 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Cộng thêm với độ ẩm trong không khí cao nên cảm giác rét buốt vẫn duy trì. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục còn tăng cường yếu xuống nước ta, miền Bắc nhiệt độ sẽ tăng rất chậm và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn chỉ từ 15 cho đến 17 độ. Khu vực Trung Du nhiệt độ nhỉnh hơn, duy trì trong khoảng là từ 17 cho đến 18 độ. Còn vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 18 đến 19 độ. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của không khí lạnh vẫn còn bổ sung, miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên sẽ có mưa nhiều nơi, tuy nhiên lượng không lớn, mưa chỉ phổ biến trong khoảng từ 5 cho đến 15 mm, nhưng mây thì vẫn còn nhiều. Cả miền Trung chỉ khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận là có nắng và nhiệt độ cao ở mức là 27 cho đến 29 độ. Còn các nơi khác nhiệt độ thấp, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì mức nhiệt là 18 cho đến 22 độ. Khu vực các tỉnh thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mức nhiệt là 22 đến 24 độ, còn Bình Định đến Khánh Hòa có mức nhiệt là từ 25 cho đến 27 độ. Không khí lạnh cũng mang đến trạng thái rét cho Tây Nguyên và se lạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ở Tây Nguyên lúc này nhiệt độ chỉ trong khoảng là từ 16 cho đến 19 độ, còn ở Nam Bộ có mức nhiệt là từ 20 cho đến 22 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, cả hai khu vực sẽ có mưa ở một vài nơi vào chiều tối. Còn trong ngày vẫn là trạng thái nắng ráo, nên nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng là 25 cho đến 27 độ, và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động với sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh với sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.